Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì nhân vật chính trong video này gọi tên chiếc Patek Philippe Complications 5170P. Mệnh danh là ông hoàng của đồng hồ cao cấp thế giới, Patek Philippe là một trong những thương hiệu đồng hồ hiếm hoi được giới mộ điệu dành tặng những lời khen có cánh và ngôn từ hoa mỹ. Viết về thương hiệu đồng hồ có lịch sử phát triển hơn 200 năm này, ta không thể bỏ qua những tuyệt tác đồng hồ tinh xảo, chính xác đến tuyệt đối, được sản xuất theo lối kỹ thuật truyền thống với số lượng cực kỳ ít ỏi. Trong số các mẫu đồng hồ huyền thoại của Patek Philippe, công chúng thường nhớ đến bộ sưu tập Grand Complications, nổi đinh nổi đám với dòng đồng hồ lịch vạn niên, thiên văn học đa chức năng có thiết kế độc đáo, đẳng cấp, ấn tượng như 5102G. Thế nhưng trong video này thì tôi muốn các khán giả của Gia Bảo Luxury tạm thời xa rời những mẫu đồng hồ 5102G hào nhoáng để chúng ta cùng phân tích một mẫu đồng hồ khác của nhà Patek đơn giản hơn, khiêm tốn hơn, thế nhưng cũng không kém phần tinh tế và đặc biệt. Đó chính là Complications 5170P với bộ vỏ Platinum quý hiếm. Là một trong những phiên bản đồng hồ mới xuất hiện của nhà Patek Philippe, chiếc đồng hồ với mã hiệu 5170P mang phong cách hòa trộn giữa cổ điển và hiện đại, tối giản nhưng rất cuốn hút và hấp dẫn. Ấn tượng đầu tiên về chiếc đồng hồ này có lẽ là bộ vỏ được làm từ platinum, cứng hơn vàng với kích thước 39,4mm được đánh bóng cẩn thận, không một tì vết, với độ mỏng 10,9mm, cực kỳ phù hợp với một cổ tay người Á Đông. Lấy cảm hứng từ những chiếc đồng hồ bấm giờ của thập niên 1940, 5170P sở hữu vành bezel đặc trưng với hai nút bấm khởi động hoặc dừng và một núm vặn dạng xoắn vít cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh. Hoàn thiện bộ khung vỏ đồng hồ là dây đeo tay giá cá sấu đặc trưng được cố định chắc chắn bởi hai chiếc càng nối dây liền vỏ và trang bị bộ khóa gấp hòa thị, biểu tượng nhà Patek Philippe đẹp mắt. Có vẻ như là sự kết hợp của hai chất liệu là platinum và da cá sấu đặc trưng đã làm nên vẻ đẹp hoàn mỹ cho tổng thiết kế lần này, khiến cho giới mộ điệu phải tìm kiếm nhiều nơi và nộp đơn đăng ký với hy vọng thần may mắn sẽ mỉm cười giúp họ có cơ hội sở hữu chiếc 5170P. Cũng mấy thời gian này như là một đại diện tiêu biểu cho sự vĩ đại của Patek Philippe, không chỉ có bộ khung vỏ được làm từ chất liệu quý hiếm, truyền thống, mà số sunburst xanh navy huyền bí chuyển dần từ xanh sang đen ở ngoại vi, cọc số kim cương baguette lấp lánh cũng là một điểm nhấn thu hút thị hiếu của đông đảo người yêu đồng hồ. Vòng tròn màu trắng ngoài cùng mặt số là thang đo tachymeter dùng để đo tốc độ. Bên cạnh mặt số chính thực hiện chức năng đếm giờ, phút, giây với bộ kim bằng vàng trắng cùng tông màu với bộ vỏ tạo sự nhất quán. Hai mặt số phụ được bố trí cân xứng giữa hai bên thể hiện được chức năng bấm giờ chronograph và hiển thị kim giây. Nhiều người cho rằng, việc lược bỏ chức năng lịch vạn niên không khiến cho 5170P kém hấp dẫn so với người anh em là 5102G. Mỗi phiên bản lại có một sức hấp dẫn riêng biệt mà người xem khó có thể chối từ. Các nghệ nhân chế tác đồng hồ nhà Patek Philippe đã không quên trang bị mặt kính sapphire chống lóa, chống xước cho đồng hồ Complications 5170P giúp cải thiện mức độ dễ đọc. Nhìn vào chiếc đồng hồ này thì tôi cảm thấy như là đang chiêm ngưỡng một kiệt tác Picasso thu nhỏ. Từ chất liệu đến màu sắc, sự bố trí các hiển thị trên mặt số khoa học cùng với sự đa dạng chức năng đều toát lên tính chuyên nghiệp, tỉ mỉ, thể hiện công nghệ sản xuất tân tiến của thương hiệu đồng hồ cao cấp nổi tiếng thế giới. Phiên bản Complication 5170P đã củng cố thêm vị thế của ông trùm Patek Philippe trên thị trường đồng hồ quốc tế. Được biết đến là thương hiệu khiêm tốn về số lượng đồng hồ được sản xuất, kể từ khi thành lập vào năm 1839, tính đến nay thì số đồng hồ của Patek Philippe được biết đến là rất là ít và khan hiếm. Theo như thống kê thì chưa đến 1 triệu chiếc, ít hơn cả lượng sản xuất của hãng đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng khác trong vòng 1 năm. Tất nhiên thì chiếc đồng hồ chúng ta đang nói đến cũng không phải là ngoại lệ. Ra mắt công chúng vào năm 2010, thể thao, khỏe khoắn và cá tính là những cụm từ được sử dụng nhiều nhất khi nhắc về đồng hồ mã hiệu 5170P. Cung cấp năng lượng cho sự vận động bền bỉ của cỗ máy thời gian đang được nhắc đến đó là Caliber CH29535PS với khả năng chữ cót lên tới 65 giờ đồng hồ ở tần suất 4GHz. Thiết kế mặt sau lộ máy gần như là tối đa để tạo cơ hội cho công chúng chiêm ngưỡng được bộ máy phức tạp, đỉnh cao của trí tuệ con người đang vận hành. CH29535PS có cả thảy là 269 chi tiết và 33 chân kính điều khiển chức năng bấm giờ đạt độ chính xác gần như là tuyệt đối.
Bên cạnh đó thì nó còn có bộ cân bằng Gyromax đặc trưng của Patek Philippe cùng một bánh xe cột và hệ thống ly hợp cho phép bộ máy hoạt động tối đa công suất. Ví như một tuyệt tác cơ khí vi diệu sẵn sàng đánh gục bất cứ quý ông nào, tính thẩm mỹ của cấu trúc bộ máy này nằm ở các cầu nối, lẫy đẩy cùng với các chi tiết được đánh bóng vát tỉ mỉ ở tất cả các cạnh tạo nên sự thống nhất và liên kết chặt chẽ. Sở hữu giá niêm yết lên tới 96.300 USD, vô cùng đắt đỏ, đúng như tuyên ngôn của hãng. Mẫu đồng hồ Patek Philippe Complication 5170P không dành cho những người mua đồng hồ với mục đích bán lại với giá cao. Thay vào đó thì nó sẽ trở nên quý giá hơn nếu như được những người chơi đồng hồ lâu năm thực sự yêu mến Patek Philippe sở hữu. Vậy còn các khán giả của Gia Bảo Luxury thì sao? Các bạn nghĩ sao về mẫu đồng hồ vô cùng đáng quý và đặc biệt này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới. Đừng quên theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!